đó không có tốt, là cái loại mà không có cái cây đó. Quanh luôn vậy hả? Fun. Fun hả? Fun là tôi phu nó lần trước nè. Tôi không thích đó. Top lô rồi hả? Tôi thích top lô rồi. No, 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 no. Tôi thích ở dưới. Là fun. À. Còn cái trên là hay top. Cập cắt cái lóc kỳ này đẹp quá, ai cắt cho cập vậy? Beverly Hills cắt một tư. Ồ, cậu có gặp Jennifer Lopez trong tiệm đâu? Cậu quay hoài, cậu để vô lên YouTube, tôi sợ người ta thấy mặt tôi quá. Ừ, mất cái tên đi spa mà tôi chưa tâm sự với cậu đó nha cậu. Ta hẹn mày một cái appointment để ta tâm sự mày được không đi? Ngay bây giờ được không? Có con. Ai sợ ca sĩ mình tiếp á. Có con mà tên ngại ngùng á. Đó đó còn người đẹp như đúng rồi kìa. Rồi rồi. Mắt nai ơi cha 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 cha. Mắt nai ơi cha 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 cha. Còn cái cổ đó. Quay túi bằng phải. Ừ rồi chứ còn. Thôi mắt ai giòn đi chỉnh chấm ra mình. Bây giờ bà thơ đó. Bà mấy cái phone mình với Pony qua Coronado ở cái nhà hàng kia đó. Tê tê thì đi đưa ba cho tư rồi kìa. Nghĩa là tôi thấy cậu quay lên là tôi mời đó nha Tư. Con lấy tư banh cho đi. Vì chỉ cần đá luôn. Ta bị hết rồi cúng rồi. Cái gì phan xíu rồi. Tới già rồi các bạn. Thằng cọp nó cứ cười miết à. Ủa ai ăn cà rốt của tôi vậy ha? Cà rốt mới là của ai vậy? Hả? Nói nghe coi. Nghe nói hồi nãy cần lên xe rồi còn cởi xin beo xuống để đi với bà nội phải không? Phải không? Người thì thương quá mà không hề đáp lại. Biết không, ở trong thánh ca có bài đây bên yêu thương tình đáp tình. Đó, nói cái thùng cái mẹ hỏi. Đây bên yêu thương tình đáp tình. Nói thì sao hồn cái nữa hỏi sao tao ké. Thương tình đáp tình. Nó chưa không biết tình quả, nó không đáp tình đúng rồi. Nó mà không biết tình. Trời ơi, nó khôn gian trời, hoàng tử bạch mã nha. Ta cho mấy nông dân, hoàng tử. Mấy con mặc áo sơ mi đẹp quá vậy. Cha cho con áo sơ mi đẹp quá à. Nó mà mây. Cắt cái tóc này đẹp cho nó nè. Xương còn nít. Con là người đẹp đó nha, con có biết vậy không? Nói vợ đi. Con là Mắt Nai ơi. Chị 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 chị. Mắt Nai ơi. Cho ta ẩm chút, ta chụp cái hình đó. Đó. Một phút thôi. Một phút. Thôi 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 được rồi. Chị nè nè. Con cũng thèm đó. Có chụp giùm tôi một cái gì đó. Lẹ đó. Lộn có đi đâu hết. Con mà về nhà mới rồi đó, không ai chọc ghẹo con hết